thưa quý vị và các bạn thực hiện vườn ươm cộng đồng phục vụ cho tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu sáng xanh sạch đẹp của xã hay sáng chế ra các thiết bị phục vụ cho quá trình lao động sản xuất đây là những việc làm cụ thể được tuổi trẻ huyện kế sách triển khai linh hoạt hiệu quả thời gian qua qua đó thể hiện vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới tại các địa phương ghi nhận của phóng viên truyền hình sóc trăng đây là vườn ươm cộng đồng do anh Sơn Văn Giàu, bí thư chi đoàn ấp Lung Đen, xã Kế An cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong ấp triển khai để phục vụ cây giống gieo trồng cho các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Là người có kinh nghiệm trong việc trồng cây ăn trái nên khi địa phương phát động phong trào xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, cần nhiều cây trồng để thực hiện nên anh Giàu đã bàn bạc cùng các bạn đoàn viên thanh niên mạnh dạn ươm cây giống, chủ yếu là càng hồng. Nghĩ là làm, vậy là anh cùng các bạn đến tận địa phương Châu Thành nơi được biết đến với tuyến đường càng hồng đẹp nhất của tỉnh để tìm lượm hạt về ươm. Qua nhiều lần thất bại, anh giàu tự rút kinh nghiệm, đến nay càng hồng đã được anh ươm thành công và dương ươm này cũng đã cấp khoảng 1.000 cây càng hồng triển khai gieo trồng tại các ấp Lung Đen số 1 và 19 tháng 5 của xã. Cũng thanh niên ở trong xã, à, cũng thấy là lên nông thôn mới, mình cần là trồng bông với các tuyến đường liên ấp, sáng xanh sạch đẹp, À, cũng, cũng thấy cái ý tưởng đó Thấy bên Châu Thành cũng có cây càng hồng Rất đẹp, tới mùa đẹp Nên cũng có cái ý tưởng là mình phải đem về mình ương Ban đầu thì không biết nó như thế nào Trồng nó cũng không đạt yêu cầu Đạt thứ hai là nó lên sàn Lên sàn thấy cũng hiệu quả Nhưng mà cây nó phát triển yếu Bắt đầu mới suy nghĩ ra là mô hình lần thứ ba là mô hình cấy mô Cấy mô là cây sẽ ương thẳng xuống đất Mình lên luống, mình trồng Mình cấy mô là nó sẽ hiệu quả, đạt hiệu quả cao tự học tự mai mò để có thể ươm tạo cây giống cho xã triển khai gieo trồng tại các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Dừng ươm cộng đồng của các bạn trẻ đã tiết kiệm được nhiều chi phí cây giống, nhất là tạo được môi trường để các đoàn viên thanh niên cùng nhau học hỏi, tiếp cận kỹ thuật, chuyển giao khoa học. Hiện tại dừng ươm này đã có thêm một số loại cây giống khác và dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp cho các ấp còn lại của xã và các xã lân cận khi có nhu cầu, hoàn toàn miễn phí, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp cho các địa phương. À, trong thời gian vừa qua là các bạn đã làm được nhiều cái mô hình à, tại địa phương đặc biệt là trong cái xuyên nông thôn mới nông thôn mới à, nâng cao và kiểu mẫu à, cụ thể thì các bạn đã có những mô hình ví dụ như là vườn ôm thanh niên vườn ôm cộng đồng thì vườn à, ôm thì nói đơn giản chứ thật sự thì các bạn cũng tìm tòi những cái à, cây giống rồi những bông hoa ở những cái địa phương khác cụ thể như là cái vườn ôm của các bạn ở à, à, xã Kế An thì các bạn lặn lội qua tới Châu Thành để tìm cái hạt giống của cây kèn hồng để các bạn về ôm và các bạn thực hiện là trồng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở các ấp trong xã. Cái mô hình này thì cũng được các bạn nhân rộng và sắp tới đây ban dụ quyền đoàn sẽ chuyển giao học kỹ thuật cho các xã khác lân cận và mục đích là cái ôm cây giống để thực hiện sự nông thôn mới ở các địa phương trong toàn quyền. Còn đây là máy ấp trứng tự chế của anh Quỳnh Văn Điều, ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, nhằm phục vụ cho mô hình nuôi cút được anh gắn bó nhiều năm qua. Được học nghề chăn nuôi, rồi tình cờ biết đến mô hình nuôi cút, anh Điều đã mạnh dạn làm lòng nuôi 400 con cút. Bằng kỹ thuật từng học được cộng với niềm đam mê chăn nuôi, những năm qua mô hình được anh triển khai hiệu quả không chỉ cung cấp trứng cút, cút thịt và cả cút giống cho bà con địa bàn, cũng như các vùng lân cận. Nhiều người biết đến anh hơn bởi sáng chế máy ấp trứng bằng thùng mút, rồi máy nhổ lồng cút bằng thùng bê, được tận dụng phục vụ cho quá trình chăn nuôi. Thì đợt đó em có đi đám trên ngã sáu á, rồi em thấy có dưỡng em á, làm cút ăn đó, rồi em mới học hỏi, em nói hỏi cách nuôi sao sao, rồi cái em mới đầu tư vô em mới bắt dốc về nuôi ví dụ mình có trứng rồi cái mình nhờ người bạn á có nó có máy đó, rồi mình tìm hỏi mình học trên mạng nữa rồi mình mới sáng tạo ra cái máy nữa rồi mới đầu tiên mình mua cái cục máy chi có bóng đèn với cái quạt gió rồi xong rồi mình về mình mua cái hồng mốp là bề ngang qua là năm 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 mươi năm mươi vuông rồi về mình cắt cái lỗ mình đút cái máy vô rồi mình mua hai cái gỗ cái mình để vô trong rồi dưới cái hông nước nữa rồi cái mình thử cái nhiệt độ mình mua cái cái nhiệt kế của em bé rồi mình để vô mình đo cái nhiệt độ coi đúng trong máy không rồi mình mới bỏ trứng vô ấp bằng cách tự tìm tòi trên mạng tận dụng những vật dụng trong gia đình để tạo nên chiếc máy ấp trứng giá rẻ đảm bảo nhiệt độ ấp phục vụ cho cả trứng cút trứng gà và cả trứng chim trĩ thời gian qua máy ấp này đã giúp anh và gia đình có thể chủ động trong việc chăn nuôi với hai lồng nhựa